Giờ nào để ôn tập lại bài hôm trước của lớp Power Level 1, đúng rồi, mình sẽ đến với chủ đề Animals và hôm nay mình đang gọi bạn Hoàng Thúy Anh nhá. Hoàng Thúy Anh là con đang có thể sử dụng màn hình á, và mình sẽ đi đến với thử thách đầu tiên nhá. Are you ready for this? Yes or no? Rồi con sử dụng nhá, bấm vào cái thử thách đầu tiên nào. One. Cô thấy là có bạn nào hiểu who can do next?
con bún này, con này con fish này, con này con frog à, frog này, frog, frog đây. Ôi, con như thế á. Đây nhìn nào. Ồ nhiều bạn chờ thế thôi rồi, vào lớp muộn thôi. Nào các bạn giơ tay đúng như này luôn nếu các bạn muốn tham gia. Đó, các bạn chỉ cần giơ tay như này thôi. Thế nhiều khi comment mi thì cô không đọc được. Right. À, các bạn nào muốn tiếp nào, bạn nào muốn làm thử thách tiếp nào. Who can? Who can? Bạn tên Kim Anh nhắn hoài, bạn Kim Anh là bạn nào nhỉ? Bạn nào chơi được nào? Nhà to quá con nghe không rõ. À, thế thì mình phải cho bé thôi. Đó, thế con nghe rõ chưa? Con nghe rõ chưa? Yes, rồi con cho bé rồi nha. Hả, bây giờ các bạn nào, bạn nào tí nữa mà cô gọi nha, các bạn cứ giơ tay như này thôi bởi vì cô sẽ nhìn ở trên màn hình. Chứ đánh máy này không nhìn thấy. Right, I can see you. You just raise your hands. Lúc nào cô gọi một bạn tiếp theo thì các bạn cứ raise your hands như này thôi. Got it? Các bạn hiểu chưa nhỉ? You got it? Right? Bây giờ bạn nào muốn tham gia thử thách nào? Giơ tay nha. Augie Phạm Khánh Hà có tham gia không? You want to join? No, you don't want. Khó hay gì nhỉ? Nào, Vũ Đình Tùng đúng không? Vũ Đình Tùng rồi. Được rồi, Vũ Đình Tùng. Để con chuẩn bị nha. Cô sẽ gửi thuật cho Vũ Đinh Tùng. Chơi trò chơi này thì mình cần phải mở gần hết các lá bài một cách nhanh nhất và ghi nhớ chúng một cách rõ ràng nhất. Được không nhỉ? It's too hard. No, it's not. Trong cái trò chơi này mình sẽ mở hết tất cả các lá bài nhanh nhất có thể để mình ghi nhớ các vị trí của các lá bài phù hợp với cái từ mà mình muốn nối vào với nhau. Right. Ok. Chứ không phải là mình chỉ bấm một từ xong mình cứ bấm loạn lên nối như này thì nó sẽ không thể nào mà mình ghép lại được. Mình phải mở liên tục mở ra. Mình mở ra mỗi lần mình được mở 2 lá. Lần sau mình mở 2 lá khác. Lần sau mình mở 2 lá khác nữa và mình ghi nhớ được vị trí của lá bài. Nếu mà mình đã thấy từ và ảnh khớp nhau, mình sẽ chọn nó một cách tức thì luôn. Got it. Ôi Huy có giơ tay. Rồi ok, lúc mà mở lên ấy, thì chắc chắn các con sẽ không thể nghe được giọng của cô rồi. Tại vì đấy là tiếng của một cái app. Ok, và trong lúc mình đang làm bài thì cô sẽ không nói gì đâu nha. Bây giờ bạn nào là who can? Nó không khó đâu. Con cầu xin cô luôn, nó sẽ cầu xin gì? Cầu xin gì nào? Phí Kim Ngân hay là ai đây? Tức lúc bảo gọi con, à gọi con ấy, gọi con có giơ tay đâu mà gọi. Thế phải giơ tay lên cô mới biết được chứ. Bây giờ nha, bây giờ cô mở và ghê xong thì các bạn giơ tay. Bây giờ bạn nào giơ tay nào, bây giờ cô mở. Cô xin phép được xem là bạn nào đang giơ tay nào. Bạn nào đang giơ tay? Có thấy bạn nào giơ tay đâu?
À, ôi trời, ở trên này hết à? À, ok, cô hiểu rồi nào. Bây giờ xem nhá, bây giờ cô sẽ gọi, cái trò này nó dài lắm. Hôm nay lớp mình con gọi 2 lượt thì các bạn cũng không làm hết được đâu, yên tâm đi. Ai cũng gọi hết á. Rồi, tốt lắm, bây giờ cô sẽ share màn hình nhá. Đó. Kỹ năng ghi nhớ từ, ghi nhớ nhanh, gọi là short term memories đó. Và rất rất nhiều những bạn bỏ qua kỹ năng này. Ok chưa nào? Hôm nay cô thấy có một bạn là Khả Hân Đông hay Đông Khả gì đấy, bạn tóc ngắn ấy, cô mở mic một chút nhá. Can you hear me? Các bạn nào thao tác lên nào, thao tác lên nào, mở mic lên nào. Right. Có nghe được cô không? Nếu bạn nào không thì cô đành phải lướt qua nha. Hân nào. Hello Yes, good job đấy. Học cũng phải thế chứ, đúng không? Nhưng khi mà các bạn học là nhanh nhanh chóng lên nha. Rồi, Hân, are you ready for this? teacher. Yes. Yes. Khi mà mình tham gia nha, mình phải nhớ là mình mở các lá bài nhanh nhất có thể này. Rồi sau đó mình sẽ tìm được ra là à, 2 lá bài nào là hình của nhau nhá. Vừa ghi nhớ trí nhớ mà gồm gọi lại từ, được chưa? Con sẵn sàng chưa? Nhanh tay nhanh chân nhá. Good Con job. hơi chậm một tí Sẵn cô sàng chưa? ạ. Không phải cứ học là từ này nghĩa là gì, xong học xong làm bài tập ghi từ như thế thì cũng ok thôi, nhưng mà các bạn sẽ không vận dụng được. Hân and Elsa đúng không? Họ tên của con là cầu sử dụng chuột nhá. Cô sẽ gọi từng bạn một, yên tâm.
việc mà các bạn cứ yêu cầu như này thì sẽ ảnh hưởng đến thời gian học của các bạn khác. Mình sẽ khó được mọi luôn đó. Cả lớp ngoan nào. Tổ Đức Thang đề nghị đầu tổ Đức Thang không không yêu cầu sử dụng thuật nữa nhá. Cảm ơn sự có xin thuật lại nào. Cảm ơn Ngọc Hân nhá. Rồi Ngọc Hân vừa hoàn thành level Word Template. Ngọc Hân vừa hoàn thành xong vòng số 2. Cảm ơn Ngọc Hân nào. Bây giờ tốt lắm đấy, Ngọc Hân đã biết cách sử dụng rồi. Tiếp tục. Bây giờ tiếp tục nha. Bạn Phí Kim Ngân. Sử dụng chuột nhưng mà con không yêu cầu như thế bởi vì là lớp mình gọi lần lượt mà đúng không? Trong lúc các bạn đang làm bài tập mà nếu mà Hồ Đức Khang yêu cầu như thế thì như bạn Phí Kim Ngân vừa rồi là bạn ấy không dùng được chuột đấy. Đúng không? Phí Kim Ngân làm lại bài nhá. Ok, cảm ơn nhỉ. Hồ Đức Khang nha, chút nữa đến giờ của mình thì bé sẽ vào nhá. Trận lượt cô có danh sách học sinh mà đúng không? Đây này đấy. Cô ơi, con bấm vào màn hình nó cứ cho con dùng chuột ý. Ok. Nào bây giờ Phí Kim Ngân nào. Bây giờ con mở mic cho Kim Ngân nào. Rồi các bạn nha. Một là bạn Khang không yêu cầu sử dụng chuột nữa. Như vừa nãy là Ngân không thể nào mà out được ra cái việc dùng chuột nữa này. Chưa? Thank you.
chicken. Chicken, chicken. Chicken, chicken. Chicken, no. Ok, thank you bạn tiếp theo nào. Rồi, bạn tiếp theo là bạn Hoài Anh. Bạn Duy Phong chuẩn bị nhá. Sau Hoài Anh là Duy Phong đó. Nhưng mà tình hình là phải bảo bố mẹ ngồi cạnh nhá. Không là mình không biết dùng, không biết đi. Không có
rồi các cô. Ừ. Ok, Khánh Vân nào. Khánh Vân thì vừa nãy là chuột hình như là mạng nó hơi lát, cho nên là Khánh Vân chưa ấy được đúng không? Yeah. Không sao, những cái này á, nếu mà bạn nào mà học, cô sẽ kiểm tra bạn nào vào lớp chăm và đầy đủ ấy, thì cô sẽ trực tiếp tặng quà này, có nghĩa là đến cuối, bây giờ cuối tháng đúng không? Cô trên cuối tháng sau ấy, cô sẽ xem là bạn nào học đủ này, bạn nào mà chăm chỉ này, thì cô sẽ trực tiếp chọn ra 10 bạn để có thể hỗ trợ cài cái phần mềm này vào cho máy cho các bạn nhá, được không? Đủ riêng luôn. Right. Ok, thank you Khánh Vân. Hà Bình An và Thỏ nào. Dạ. Cô mời lần lượt mà. Nó theo danh sách hết ạ. Hà Bình An và Thỏ Bông thì không thấy đâu rồi. Vì camera của con bị hỏng. What's wrong with your camera? Camera của con sáng hôm nay con vào thì sáng hôm nay con vào một trung khác thì cũng ok. Thế bây giờ con có dùng được máy không? Dùng máy được ạ. Chuột ok, good job. So now I will give you the remote control and then you will help me to find another card. Rồi con sẽ tắt cái tiếng này đi để cho các bạn đỡ khó nghe trong quá trình làm bài nhá. Bạn nào nhờ bạn vừa gọi xong Hà Bình An. Hà Bình An chuẩn bị dùng chuột nhá. Can you use the screen? Good job. Yes. You click on it. Chicken. You click on the chicken for me, please. Where is the chicken? Con chicken đây. Mình ngắt không dùng được. Okay, chính xác rồi. Yes, exactly. Cow. Oh no. You got this. Oh, look at this. It's a pity. That's a pity. Hơi đáng tiếc một chút đúng không? Okay, thank you. Không. Ok, nào, bây giờ nha, bây giờ các bạn đã quen danh sách có con không? Cô có, nhưng mà Vũ Anh Huy tên Huy nó lại ở dưới con lại chữ V. Đây, bạn tiếp tục sau đó là bạn Phạm Minh Kiệt có sẵn sàng chưa nào? Yes. Yes, con có sẵn sàng dùng chuột không và đường truyền có ổn định không nào? Yes. Tốt. Đấy, phải như cái Hân vừa nãy ấy. Cái bạn Hân ý, bạn ấy bấm liên tục ấy. Đấy, bạn ấy hiểu bài á. Bạn là Phạm Minh Kiệt đúng không? Cô sẽ cho Minh Kiệt sử dụng màn hình nha. Ok, can you use the screen now? Yeah, Minh Kiệt, dog. Bấm tất cả các con dog mà con nhìn thấy nào. Dog. Exactly. Rồi, thank you Minh Kiệt. Đấy, tốt lắm. Minh Kiệt vừa làm xong á. Rồi, tốt, thank you Minh Kiệt. Ok, next one. Who can? Sau Minh Kiệt là ai nhỉ? Sau Minh Kiệt này, Khánh Vân, Vũ Văn. À, Vũ Văn Huy đây rồi. Đây rồi, Vũ Văn Huy nào. Đó. Ok, can you hear me? Con nghe được cô không? Yes. Cô không nghe được con. Vũ Văn Huy nói to nào, con nghe được cô không? Yes, good job. Con sẵn sàng chưa? Làm nhanh nhá. Yes.
Okay, I will share the screen now for Vũ Văn Huy. Vũ Anh Huy à? Okay, Vũ Anh Huy. Now, so you can use the screen now. Anh Huy? Yeah? Yeah. Cat. You put the button to the cat, as you see. Where is the cat? Anh Hùng chuột nào? Hello. Yes, okay. Thank you. Rồi, hình như là các bạn có vẻ chưa quen lắm đúng không? Nào, cho cô dùng lại chuột nha. Thank you, anh Huy. Thank you so much. Nào. Ờ, thế con uống nước đi. Nào, bây giờ con dặn nha. Thường thường là các bạn học online thì các bạn thường thường là chỉ có ngồi nghe này đúng không nhờ? Và các bạn có những thi thoảng là các bạn có tắt cả cam cơ. Tuy nhiên là trong lớp của mình ấy, cô đã dặn ngay từ đầu nhá. Những bạn nào mà chưa thực sự thành thạo máy tính này, đó, thì các bạn sẽ, trong các cái buổi học của cô thì các bạn sẽ nhờ bố mẹ ngồi cạnh, đâu nhờ? Để thi, bởi vì là thường thường là thứ tư sẽ là buổi ôn tập, thứ tư sẽ là buổi luyện tập và các bạn sẽ phải sử dụng màn hình rất là nhiều. Đó, một số các bạn mà còn nhỏ thì các bạn sẽ chưa quen việc sử dụng màn hình. Thì vậy là cô hy vọng rằng là trong đến buổi sau nhá, kể cả thứ hai hay là thứ tư đi chăng nữa, thì hoặc là có anh chị ngồi cùng này, hoặc là hai là bố này hoặc là mẹ ngồi cạnh để có thể giúp đỡ các con trong quá trình mà mình sử dụng máy tính nhá. Right. Không dùng bằng điện thoại. Ừ, dùng bằng điện thoại thì dễ hơn mà sao mà vừa nãy cô thấy có rất nhiều bạn lúng túng trong quá trình mà mình sử dụng nhờ. Đã rất là lúng túng hay là run quá hả? Hay run quá hay như nào? Nó cũng ảnh hưởng ở chỗ là một số các bạn sau, ví dụ như đến bạn Anh Khoa này, bạn Hiệp, Kiên, Hồng Phúc, Hồ Đức Khang này. Đấy. Kiên Ân này, Khánh Linh này, An Nhiên này. Đây các bạn ở đằng sau, bây giờ mình lại gần hết giờ học rồi và mình vẫn chưa được đến lượt. Vì vậy là đó cũng ảnh hưởng rất là nhiều trong quá trình mà học tập ấy. Để rút kinh nghiệm cho lần sau nhá. Để rút kinh nghiệm cho lần sau thì lớp mình sẽ cố gắng là những bạn nào mà các bạn chưa biết sử dụng thành thạo máy tính này hay là chưa sử dụng thành thạo được điện thoại thì chúng mình sẽ nhờ người lớn ngồi cạnh, được không nhỉ? Right. Bây giờ cô sẽ thử gọi Hoàng Hiệp nào. Hello. Yes, Hoàng Hiệp, okay. I hope that you can use the computer effectively. Cô hy vọng rằng cô sẽ sử dụng máy tính một cách thành thạo và hiệu quả nhé. And now I will give you the remote control. Are you ready for this? Yes. Yes, good job. Hiệp giúp cô mở trang tiếp theo nhé. Mình mới được 3 ải thôi. Thank you. Cô làm gì đấy? Đấy, mình vẫn bị khóa các ải sau thì hôm Hiệp làm cái ải này thật là cháu chút cho cô nhá. Where is the crocodile? Ooh, ooh. Crocodile. Mm. Duck. Click on the duck. lỡ tay mất rồi. Không sao, mình đã qua được một ải đầu tiên rồi. Ôi. Thích cái này. Dạ. Sao con hắn mãi nó không được thế? Có thể là do đường truyền mạng không ổn ấy, không ổn định ấy. Cái này nó sẽ không bấm được. Ơi không sao nào bây giờ nha. Bởi vì là lớp mình bây giờ mới đến ải 3, vì vậy trò này chắc chắn là mình sẽ phải ôn lại bài theo quiz gì thôi. Và để kiểm tra các bạn, tất cả các bạn trong quiz gì thì cô sẽ gửi link bài tập ở trên Zalo nhá. Kèm theo đó là sẽ có phiếu bài tập của sách. Vì vậy là các bạn sẽ in ra và làm cho cô. Được không nhỉ? So now, thank you các bạn ngày hôm nay đã giúp cô mở 3 ải ngày hôm nay.
và đã thu thượng được 16 trên 61 bức tranh về động vật. Right. Còn hôm nay hơi lượt tiếp với các bạn một chút, tại vì là mình chưa thể nào mà mình sử dụng hết tất cả các ải sau được, đúng không? Rồi, good job. Và cô hy vọng rằng là trong bài ngày hôm nay thì các bạn có thể thấy là mình không những là mình học lý thuyết không mà mình còn phải thực hành được nữa. Một số bạn thì có thể do đường truyền yếu mình không thể bấm được ở trên đó, để nó gây cái sự nhầm lẫn cho các con khác, thì không sao nhá. And now, this is the end of the class today. Oh, I don't want to say that, but we need to say goodbye. Bài tập của chúng mình ngày hôm nay cô sẽ gửi lại ở trên nhóm Zalo nhé. Một là bài về quizzes, là sẽ là một bài tổng hợp về từ vựng trong phần starters và chủ đề của chúng ta là animals, right? Thứ hai là sẽ có phiếu bài tập, và các bạn nào có điều kiện in phiếu bài tập ra thì chúng mình sẽ in ra và mình sẽ làm bài trên đó, chụp ảnh lại và gửi lại cho cô trên nhóm giỏi tiếng Anh cùng con của Patado nhé. And now, this end. Say goodbye. You need to brush your teeth, wash your face, and go to sleep. Have a good night. Em có xin phép được mở mic cho các bạn nha. Ôi rất là tiếc hôm nay các bạn sẽ không được vào lớp học sớm hết rồi, nhưng mà các bạn làm từ tập trung quiz gì nha, để cô xem tình hình học tập của lớp mình như nào nha. Goodbye teacher. Goodbye teacher. Goodbye teacher. Bye teacher. Bye teacher. Không, gì đã. Goodbye. Nhớ hẹn gặp lại các bạn vào thứ hai nha, và các bạn nhớ vào đúng giờ nha. Goodbye. Cô. Lớp cô hôm nay học không hả cô? Ôi.